bên đàn chim múa lượn một ngày vừa mới sang, ngàn hoa thơm ngát hương, đàn ong bướm tung bay vui đùa chào ngày mới. Cuộc sống với những ước muốn cho bao điều hạnh phúc, ngày mới ấm áp sẽ đến mang theo nhiều mong ước cho tình yêu thêm bao diệu kỳ, cho đời vui thêm bao ngọt ngào, và ngày ấy thank you.
nay cho con một bánh tráng nha. Con ăn hoài nhưng mà con ăn quịch không ạ? Để hai học hành giỏi nha con. Cảm ơn mấy thầy. Tay nhớ nha. Dạ. Để gió con ơi, thời tiết như vậy đó. Dạ. Con má hai nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Thôi ăn đi quỷ để cho nó mất con. Dạ. Sáng giờ bán được không hả? Con ơi, lâu quá thân thấy con. Dạ, tại con đi làm theo công trình mà. Ê, nay con mới nghỉ. Khỏe không con? Dạ, được. Má hai giờ này khỏe không? Khỏe. Giờ này con sao? Dạ, con vẫn đi phụ hộ theo công trình thôi. Chú khỏe má hai giờ này sao rồi? Bình thường ơi, giờ này chỉ chạy gió đi. Má hai, con về nha. Ừ, về con. Dạ, thưa má hai con về. Ừ. Dạ, đều đều má ơi. Con gái con lứa là ráng giữ mình nha con. Má nói hoài à, sao con nhớ được. Tao nói hoài chứ thương mày nhất á. Sao má hai? 30 tuổi đầu rồi. Bỏ ốc thuốc giùm đi nha anh nha. Chị. Dạ. Nha. Vợ con gì đâu? Vợ con gì má hai? À. Con á đi phụ hộ nay đây mai đó, bản thân lo chưa xong nữa. Vợ con gì? Tết nhất sao gì nhà hay không? Tới đây con ở đây, còn má. Anh chưa biết to lớn, mà chưa biết chừng nào. Để má định bán về hoài. Chị đi theo con. Má. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Ừ, biết rồi. Mãi. Dạ. Thank you.
toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Và giờ đây tới phần hấp dẫn đã đến. Vâng, ngày hôm nay với sự xuất hiện của ca sĩ Thi Trang. Ngày trôi quá nhanh khiến em lạc lối. Mỗi khi người tới, rồi tình yêu ta trôi đi về nơi đâu, em vẫn cần anh. Rồi tình yêu trôi đi chỉ cần anh nơi đây, dù cho anh trao muộn phiền ngày xa xôi, không hỏi nỗi nhớ mãi đông đầy, cần anh mãi trong đời. Còn lời ngày hôm bữa không? Nếu như anh còn giữ ý định đó thì đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của diễn ở đây. Đây là tiền lương tháng này của cậu. Rất tốt. Nhớ tách tất cả anh lấy xăm lại lượng. Dạ, em cảm ơn anh. Ngày hôm qua bà đang bán rồi tôi thấy bà làm như là mệt á, bà bị tim hay gì đó, bà ngã xuống bà xỉu. Trời, tôi thấy có người đưa bà đi cấp cứu rồi. Chú biết bệnh viện nào không chú? Không, tôi không biết, nhưng mà chắc có lẽ cũng là gần đây thôi. Dạ. Hồi nãy cũng có hai người tới cũng hỏi giống vậy á. Con cảm ơn chú. Rồi. Dạ, thưa chú con đi. Rồi, dạ.
Giả như chúng ta có nhiều thời gian hơn thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Chẳng còn